Quan sát thêm là an toàn nhất. Ok, xin chào anh Toàn Nông nhé. TNT vào giá nào được anh? Đối với TNT thì anh em mua phiên ngày hôm qua này anh chị. Bắt đầu bởi mua ngày hôm qua này. Quanh quanh vùng giá 4.95, 4.95 này. Đổ về là ok. Về hỗ trợ đường màu vàng này. Sau đối với penny á, nhiều khi penny em ví dụ chia sẻ anh chị khá là nhiều rồi. Penny nhiều khi nó tích lũy nền này, tạo nền ở những cái vùng này, có nghĩa là không có thanh khoản. Đấy anh chị thì em đi này. Đây này. Không có thanh khoản ở những nhịp này và cổ phiếu tiếp tục đi ngang thôi. Và những cái phiên bắt đầu có thanh khoản này cho thấy dấu hiệu là kéo giá cổ phiếu đi lên, và một lượng tiền anh chị ạ, nó nằm ở đây này. Nó chưa thoát ngay được trên vùng đỉnh đâu nhỉ. Nó chưa thoát được ngay vùng đỉnh đâu, nên là những cái nhịp điều chỉnh rung lắc test lại về những cái vùng trung bình đường hỗ trợ của nhà đầu tư đâu đó là 65 phiên. Đó, trung bình của 65 phiên nó sẽ quanh quanh vùng giá 5 này. Đó, thì những cái nhịp điều chỉnh về đây ít nhiều nó sẽ có một lực cầu đỡ tại nhịp này và đủ T hồi phục lại anh chị em. Còn vì thế hôm nay mà để mà mua thì TND không mua được, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta mua chậm T và thứ hai là chúng ta mua đuổi rồi. Giá nó hơi cao. Đây là nếu mà điểm mua thì chúng ta phải chờ nó test lại quanh vùng giá 4.95 hoặc là quanh vùng giá 4.6 là đẹp nhất. Đó. Nói chung là cầu vào tốt nha, thì chưa gãy ngay đâu anh chị. Cầu vào tốt trong những cái phiên này này là chưa gãy ngay được đâu. Đó, nên anh em cứ có thể là canh thôi, canh chờ thôi. Ok, xin chào anh Lữ Quốc Quân nhé. À, mua sell được không AD? Sell rồi, với câu hỏi là mua sell ok không thì anh Toàn có thể cho cái góc nhìn về cổ phiếu này nhé. Ok, cổ phiếu đối với sell nhịp này mà đầu tiên thì chúng ta đã có phiên mà nó phá đáy rồi. Tuy nhiên thì nó chưa về hẳn cái vùng hỗ trợ vùng 242. Nhịp này đã có hai phiên phục hồi rồi. Đó. Về mặt đồ thị ở trong khung đồ thị trung dài hạn thì nó vẫn ổn. Một cây nến tuần đang tích lũy ở trên vùng hỗ trợ vùng cân bằng quanh vùng giá 23.25. Tuy nhiên thì sang khung ngày chúng ta thấy rằng là cái điểm mua chúng ta không được thuận lợi. Nếu như nó về lại cái vùng giá 24.2 cho tới cái vùng giá 24.5 thì nó sẽ là cái vùng thuận lợi để anh chị có thể là mua vào. Đó, tuy nhiên nhịp này thì đang hơi lưng chừng. Tốt nhất là chúng ta nên quan sát thêm ở cái vùng giá hiện tại thôi. Chờ nó về cái vùng hỗ trợ được màu vàng anh chị mua sẽ thuận lợi hơn. Đó. Sell thì sell nhịp này nó cũng cạn cung rồi, đúng không ạ? Anh em nhìn về mặt thanh khoản này, sell nhịp này cạn cung rồi, cạn cung cầu về mặt thanh khoản rồi. Đó. Thanh khoản cho thấy dấu hiệu siết lại rồi, siết vôn rồi, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì giá nó đang tích lũy sideways. Hôm nay là một trong những phiên mà nó xác định sang một cái trạng thái mới, biên độ giá nó đang chuyển ra thành một cái xu hướng mới, đó là trạng thái giảm yếu, tích lũy yếu trong mặt ngắn hạn và xuất hiện vùng cân bằng quanh vùng giá 264. Đây là cái vùng cản của cổ phiếu sell trong mặt ngắn hạn, đó là đồ thị ngày. VN-Index vượt cản rồi này anh em. 2 giờ nhá. 2 giờ 15 thì chúng ta một lát nữa đi. Lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ về VN-Index. Đây. Sell trong mặt đồ thị H1 này, nó sẽ có cản quanh vùng giá 26.4, 26.5. Đây. Thì nó sẽ trùng với cái đường khách sạn quanh vùng này. Đó, thì mặt ngắn hạn H1 viện đồ của cổ phiếu sell nó gặp cản. Thì đối với mặt là trung dài hạn này, thì nó sẽ chưa bật tăng ngay đâu anh chị. Khả năng cao nó sẽ có một lực hồi lên quanh vùng giá 263, 264 này. Khả năng nó sẽ tiếp tục tích lũy và rung lắc trong mặt ngắn hạn. Đó, cầu xiết rồi chị, mặc dù là cầu xiết không có dạng vôn lớn tham gia này, thì trong thời gian tới thôi em phải đánh giá là khoảng tầm vài phiên nữa, khoảng vài phiên nữa thôi, khi mà dòng tiền tham gia trở lại này, lực cầu tham gia tốt thì khả năng lúc đó sell nó mới chạy được. Đó, và sell cái target trong mặt trung hạn đó thì em phải là nó sẽ lên được quanh vùng giá 3 năm thì nhá, quanh quanh 3 năm sẽ là cái vùng target của sell trong mặt ngắn trung hạn. Đây này, nó sẽ là cái vùng đỉnh hồi tháng 8. Rất nhiều cổ phiếu trong giai đoạn này nó đã về vùng đỉnh tháng 8 rồi, và trong thời gian tới thôi, và những cổ phiếu nó chưa về vùng đỉnh tháng 8 này nó sẽ về hết nhá, trong vị thế từ giờ đâu đó là đến cuối năm rồi là nó sẽ về hết, và đâu đó khoảng tầm một vài tháng thôi chị. Anh em nhìn lại đối với những cái cổ phiếu này, hay là nhìn lại về đầu tư công, nhìn lại về bất động sản, nhìn lại về chứng khoán, đó thì nó đều không có cái vùng giá để anh em có thể mua. Anh em có thể nhìn lại ngay về chứng khoán này. Như đầu đó là SSI hay là VND, đâu đó khoảng 1 2 tháng trước thôi, nó ở vùng giá rất thấp, dừng giá rất thấp, nhưng mà nhịp này nó không có cái vùng giá đây để anh em mua đâu.
nên chứng khoán nó cũng dần cho thấy dấu hiệu là hồi phục tốt hơn rồi, dần cho thấy dấu hiệu hồi phục ổn hơn rồi. Đó. Anh em nào mua sell thì anh em nào thích thì nhịp này chúng ta có thể là bắt dần đi, gom dần thôi, chúng ta đừng gom hết, gom full luôn đấy nhá, gom full tại giai đoạn này thì không nên, nó chỉ chúng ta cứ bắt dần gom dần những nhịp hiện tại này, ví dụ anh em gom đây này và ngày mai kia nó điều chỉnh lại về hỗ trợ đường màu vàng quanh vùng giá 242 đến vùng giá 243, chúng ta lại mở mua thêm đó, cứ nằm vùng này, này. Nói chung là sell là cũng ổn, sell thì trong mặt ngắn hạn thì nó cũng chưa bật tăng quá nhiều, nó so với hai con cổ phiếu cùng ngành như là DXG với cả DIG nó thì hai con đó nó bật tăng được một nhịp rồi 50-60% rồi, nhưng mà ông sell thì ông chưa bật tăng nhiều nhá, chưa bật tăng nhiều và đã siết vốn rồi. Ok rồi, xin chào chị cười mỗi ngày nhé. Em mua gách 18 giờ có nên giữ không anh? Gách 18 thì nên giữ thêm gì ạ? Nó hôm qua đâu đó, hôm qua chiều ngày hôm qua cũng có anh em nào hỏi là gách có nên bán hay không, gách nhìn hiện tại đang tích lũy chị nhé, đang tích lũy để chặn một nhịp sóng hai đó, nếu mà gách nó phá vỡ một trong hai biên này, một là nó cho thấy vị thế xấu nhất đi, nó cho thấy tín hiệu là gãy cái vùng đáy 18 năm này, mất 18 năm thì khả năng cao nó sẽ chỉnh, nhưng mà trong kịch bản mà nó không mất 18 năm đáy này, cơ hội và khả năng là sẽ tiếp tục tích lũy sideways và có một nhịp hồi phục trong ngắn hạn đó. Thì đối với gách thì target trong mặt trung hạn ạ, ngắn hạn thì cái vùng cạn quanh vùng giá là 10 16 5 16 7 thì nó đã vượt rồi, và nhịp hiện tại thì nó sẽ hướng lên vùng target quanh vùng giá 2 năm. Đó là cũng là một cái vùng cản đỉnh. Đó. Cản đỉnh hồi tháng 8 năm ngoái quanh quanh 2 năm. Đó đây là chúng ta phải xác định trước và chia sẻ trước với nhau về cái mặt kịch bản đồ thị trong ngắn hạn. Và ngay cả trong trung hạn thế, nhịp này nó lực cầu tham gia vào gách cực kỳ tốt đấy. Biên độ giá tăng cực kỳ tốt luôn tại nhịp này này. Đó. Thì là hôm nay cũng cho thấy dấu hiệu là đầu phiên cũng chân đúng không ạ? Nhưng mà tính đến thời điểm này thì nó đang bị rút chân. Đó, nhưng mà cơ hội và khả năng anh về nhắn nó vẫn tốt. Vài phiên nữa thôi. Vài phiên nữa thì bắt đầu cái đường hỗ trợ ở quanh vùng giá 17.8 này này. Hiện tại nó đang ở 17.8 đó. Nhưng mà sang đến ngày 29 tháng 6 nha, sang đến ngày 29 tháng 6 thì nó sẽ chuyển giao thành một trạng thái mới, một vị thế mới, chuyển giao thành một vị thế là tích lũy chặt trong ngắn hạn. Thì sau khi mà gách nó chuyển giao thành một trạng thái tích lũy chặt trong ngắn hạn này, thì nó sẽ cho thấy tín hiệu là một là tăng thì tăng rất mạnh, tiếp tục có lực cầu tham gia, và hai là giảm thì nó cũng giảm rất mạnh. Đó là cái vị thế nó chuyển ra thành một xu hướng mới đó, nhưng mà cái mặt mà hiện tại ngắn hạn lực cầu tham gia tốt, dòng tiền tham gia tốt thì vì là từ giờ đến cuối tháng thôi nó sẽ có một nhịp là hồi phục mạnh, là cơ hội cao hơn là nó có những nhịp điều chỉnh đó. Anh em mua vùng giá 18 thì nhịp anh em cứ giữ thêm, em phải đánh giá là nên giữ thêm đó. Xấu nhất nhịp này mất 18 năm thì mới bán xấu nhất, nhưng mà nhịp mà để mà nó gãy 18 năm thì hơi hơi khó chứ, hơi khó, cầu tham gia tốt rồi. Vài phiên nữa thì nó sẽ tạo thành những cái vùng hỗ trợ quanh 19.4, vùng hỗ trợ này nó sẽ chuyển lên 19.4. Ok, xin chào chị Rosalind nhé. ABS, VPG, VGT vào giá nào được ở đây? ABS, VPG, VGT. Nói chung là ba con này thì hơi lưng chừng nhé. Để mà mua mới á, nhịp này thì nó hơi lưng chừng, em phải đánh giá nó hơi lưng chừng. Có hàng thì em có thể giữ được, còn chưa có hàng thì điểm mua nó chưa thực sự là đẹp. Đối với VGT đầu tiên này thì nó đang sideways, nó vẫn đang tích lũy thôi. Có hàng em nó giữ được, siết vốn rồi. Lực tăng khả năng cho đến tới thì VGT nó sẽ có một lực bật tăng đâu đó trong vòng khoảng tầm 2 phiên tới. Trong vòng 2 phiên tới thôi, và hỗ trợ mạnh của nó quanh vùng giá 19.1. Sorry chị, 11.9. 11.9 là hỗ trợ và cản đỉnh trên 13.1. Nhịp hiện tại thì nó đang sideways lưng chừng giữa hỗ trợ và kháng cự đó, thì điểm mua đâu đó em nghĩ là nó chưa thực sự là đẹp, nó chưa thực sự là an toàn đó. Đó là cái điều thứ nhất đối với VGT. VPG cũng thế đúng không ạ? Đối với VPG thì đang sideways, đang sideways qua một cái biên độ này, đáy gần đáy sâu nhất của nó nhá, trong mặt ngắn hạn là vùng đáy 17.9 và cạn bên trên đỉnh gần là 20.2, đang sideways tích lũy, điểm mua cũng chưa thực sự an toàn. Một là chúng ta chấp nhận mua khi nó cho thấy tín hiệu vượt đỉnh đó, thì chúng ta nhảy vào mua, và hai nó phải có những nhịp rũ bỏ, có những nhịp rung lắc thì chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn. Cái nhịp này đâu đó là anh em đừng mua ở những cái phiên xanh chị, những cái phiên hồi phục rồi ấy, thì chúng ta mua nó chậm với vị thế. Những cái phiên điều chỉnh hoảng loạn như ngày hôm thứ hai,
như cái ngày 19 tháng 6, thứ sáu, ngày thứ sáu, thứ sáu với thứ hai là những cái phiên điều chỉnh của thị trường, thì em vị cũng chỉ anh em đó là những cái nhịp điều chỉnh, nó là cái cơ hội để anh em có thể canh mua. Còn trong cái nhịp mà khi thị trường nó đã bật tăng rồi, khi thị trường nó đã hồi phục rồi, điểm mua của chúng ta nó rất khó khăn, nó điểm mua của chúng ta đâu đó nó bị chậm chậm t là cái nhất, và thứ hai là anh em mua đuổi đó. VBG này, ABS cũng thế đúng không ạ? ABS điểm mua đẹp nhất nó phải quanh về vùng giá 6.5 anh chị. Đây này, ABS phải về đây mua mới đẹp. Đó, và nhịp hiện tại nó cũng tích lũy thôi. Nó tiếp tục sideways này. Đó, nó tiếp tục sideways cái một cái biên này đây. Và cái vùng giá đáy gần nhất nó là vùng đáy 6.6. Cả trên 8 chấm. Đó, đang lưng chừng giữa hỗ trợ và kháng cự. Đó thì điểm mua đâu đó nó chưa đẹp. Thế vì là ba con này anh em có thể là quan sát thêm. Nha, ba con này quan sát thêm. Ok, xin chào anh Nguyễn Hữu nhé. Ok, cảm ơn anh. Xin chào cô Hoàng Thị Hằng nhé. Like, like, like. Ok, cảm ơn cô Hằng nhé. Thì anh em đang đón xem like thì nếu mà thấy những sự hỗ trợ của hai anh em là nhiệt tình hữu ích thì cũng đừng quên là để lại cho hai anh em xin một cái nút like anh chị nhé. Và đặc biệt là anh em nào mà chưa có những cái room Zalo giao lưu, những cái room hỗ trợ hỏi đáp và chia sẻ vị thế cổ phiếu tiềm năng hàng ngày trong phiên và liên tục, thì ngoài những cái sự hỗ trợ ở trên buổi live stream này ra thì em Phi sẽ còn hỗ trợ trẻ thêm ở trên những cái room Zalo giao lưu anh chị nhé. Hỗ trợ hỏi đáp về những điểm mua, vị thế điểm mua, điểm bán ở trên room này. Thì anh em nào mà quan tâm đến những cái room miễn phí, những cái room Zalo giao lưu, thì anh em có thể là quét cái QR code ở bên phần tay trái màn hình, hoặc là do vào những cái đường link ở bên dưới phần mô tả, ở trong phần comment cũng đều có những đường link để tham gia vào những room mở này anh chị nhá. Ok, room này mở ra đâu đó là để chúng ta giao lưu thôi, giao lưu hỗ trợ với nhau. Khi nào mà anh em đã biết đến nhau trên livestream này rồi thì đã là một cái điều rất quý rồi, mà lại còn hỗ trợ mang lại những cái giá trị dành cho nhau thì lại càng là những điều tuyệt vời nhá. Thì anh em nào mà chưa có thì có thể là join vào room cùng với anh em chia sẻ kiến thức, đâu trao đổi kiến thức. Ok rồi, xin chào cô Hoàng Thị Hằng nhá, xin chào anh Lợi Lê này.